Hello Lan, xin chào cả nhà. Bữa nay có một số lan nó nở rất là đẹp nha, để Lan quay cho bà con coi mấy cái loại lan lan trồng nha. Mấy cái này cũng dạng cũng hơi quý chứ không có phải bình thường nha, để Lan chiếu. Để Lan quay cho bà con coi nha. Rồi mời bà con ngắm hoa lan với Lan nha. Hello Lan, xin chào cả nhà buổi sáng nha. Bữa nay lan cộp màu xanh. Củ lan nó có bông rồi nha, để làm quay nó xéo xéo gì mà thấy đó, bông. Cái bông nó thòng cũng dài nha bà con. Nhị nó như vậy nè. Năm nay dở hơn năm ngoái rồi, năm nay có một bông mà tại bị mưa đá hai trận hay làm như nó cũng không có tốt bà con ơi. Đó. Thơ print màu xanh, rồi xanh nha bà con. Coi ở bên đây chắc chụp đẹp hơn nè. Rồi ở trong này Lan thấy cái lan màu trắng này nó đang nở, trời ơi con mũi. Đây, nó đang nở nè bà con. Đây, cái lan này đã được hai chậu này, nó được ba bông nha. Ba bông. Cái bông nhỏ này cũng đẹp lắm bà con nè. Nở hôm nay chắc cũng cỡ một tuần rồi nha. À còn cái bông ở dưới này cũng đang nở nữa đó bà con ơi. Cái màu nó nâu nha, cái này là lan nâu nè. Giống như là nó hơi nâu nâu nha chứ không phải là ấy. Đó. Màu nâu. Được một bông. Bông này nó cũng chưa có tàn hết nha bà con, cũng còn tiếp tục nở nữa đó. Bên đó là chậu trắng. Lan xanh, lan trắng còn cũng còn nở nhiều lắm nè. Đây là cái chậu Cindy Ai còn nữa nè. Cindy Sarah. Ba bông còn đẹp quá hả nè. Wow, trên này bữa nay cái này cũng nở luôn rồi nha bà con. Cái nó đen mà cái nhị nó rất đẹp nha. Nhị đẹp lắm. Bộ này được hai bông nè. Đây, đây là cái chậu bông hôm nay, bữa nay 14 bông. Trời, người ta kêu là mít máp hình hả? Hình như Lan nói không có đúng giọng mà nha. Cái loại bông nó nhí nhí vậy nè bà con, nhầm khi tiếng Anh cũng cái giọng nói không có đúng nha. Nha. Chậu này Lan trồng cũng rất là lâu nha. Cái bông nó nhí nhí đẹp lắm. Rồi bây giờ mời bà. Người ta trồng thế rồi, nhằm khi triển lãm có mấy bông mà của lan nhiều lắm bà con ơi. Một chậu này mười mấy bông luôn. Đó này là lan cọp nha. Tha rờ là tạm dịch là lan cọp đó. Mà có thấy cái gì giống cọp không bà con? Lan thấy có cái gì đâu giống con cọp đâu, mà không biết sao kêu lan cọp thì Lan cũng không biết nha. Nó là tha rờ ai, mắt của hổ, mắt cọp bà con. Giờ mình thấy có giống mắt con cọp không? Lan thấy đâu giống mắt cọp đâu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Còn đâu nữa không? 13, 14 bông. Đó. Trời ơi. Mà ngộ quá bà con ơi, cái loại này sao nó cũng ít có nhảy con nhiều lắm. Lan trồng cái chậu này cũng lâu lắm mà nó vẫn không có nhảy con nhiều nha.
nó phải chi nhảy con nhiều lan sớt cho em lan nữa mà nó không có. Rồi còn cái anh chàng này đây, 2, 4, 6, 7 bông. Ừ. Lan xay ra nha, xay xay ngồi gãy lắm. Làm cái vụ gì chứ gãy bông hoài à, ra làm hồi gãy à, mới gãy cái bông hồi trước cửa nữa nè. Đó, cái bông nó rất là đẹp nha bà con, bữa nay nắng cũng đẹp nữa. Đó, gõ chưa đó, bông rủ nha, rủ dài thòng tới đất luôn nè, bông rủ bà con ơi. Nói chung mấy người ta chụp hình, ta chuyên môn, ta chụp đẹp lắm, mình không có chuyên môn nha. Đây, thuộc gì à, quay phim vậy chứ có chuyên môn vậy bà con ơi, kỹ thuật dởm lắm. Quay phim đồ gì chứ kỹ thuật dởm lắm bà con ơi. Bà con thương Lan thì coi phim dùm Lan thôi, chứ nói mà kỹ thuật đồ giỏi không có đâu. Đây để Lan quay lại gần nè. Hình như nắng quá phải không bà con, giờ này ánh nắng quá. Đó, cái nhị nó cũng đẹp lắm nha. Quay sao đây. Đó, hai chậu Lan để dưới này nè. Đó, hai chậu nha, Lan để đây nè. Nói chung không có bán hết nha bà con, trừ lại đặng mình gieo giống cho sang năm nữa. Với cha sang năm chắc Lan cũng có kinh nghiệm đi đem nó vô trồng, chứ để nó mà có mà mưa hay cái gì là nó bị hư uổng lắm. Đây có một cái giống hoa này cũng là loại mới của Lan nữa nha. Ừ, cái này thì còn tên họ nha. Đó, nhỏ xíu à bà con ơi, tại quay gần chứ thật ra cái bông nó nhỏ xíu à. Đây là Lan đi xa ra có chút xíu à nha. Đó, mà xa ra thì mình không thấy cái bông nó rõ nha bà con. Đó, đó đẹp lắm. Đẹp chưa? Để Lan chụp nó một bao đi nha. Ê, sao mày xây nó đi? Sao mày xây vậy? Đây, cái tên nó đây nè bà con. Đây. Ủa, cái bông trong cái tên đó nè. Đó, tên nó đó. Tên nè, đó. Còn cái cây này Lan cũng mới trồng nhưng chưa có nở bông nha. Đó, cái này cũng loại khác nữa nè. Đúng đầu ra mày. Rồi. Hello cả nhà, nãy giờ Lan quay sơ cho bà con coi mấy cái giống Lan mới của Lan nó nở bà qua nha. Rồi tới đây Lan xin cảm ơn bà con đã bỏ thời giờ coi video của Lan. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan cảm ơn. Lan xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.